ruộng rồi, bây giờ mình sẽ dẫn mấy bạn đi coi mấy cây xoài. Rồi mình hái. Để coi không biết có xoài nhiều không nữa. Hay giờ mình kiếm cái cây đã. Cây nào ta? Ở đây có cây nè. À đây đây đây. Rồi. Bên đây có không? Chắc cây này nè. Sao chưa thấy? Ê đây nè, mình thấy rồi. Kìa, mấy bạn thấy không? Để mình chỉ. Nguyên một chùm luôn. Trời ơi, té. Đây nè. Đó. Rồi, giờ sao hái? Mấy cái ghế. Mấy cái ghế nè. Đây có cái ghế. Đứng đâu? Thôi. Sợ té rồi. Rồi. Chật chật á. Rồi tao nguy hiểm quá. Không có tới. Ôi, mình chết rồi. À, đó, đúng rồi đó. Cứ làm đi, cãi nó. À, đúng rồi đó, khá hết luôn. Rồi mình ra hai trái này nữa. Wow. Ê, trời ơi, cái đường. Nói thật mấy rồi. Rồi, rồi, ok, lụm lên. Đây. Đây là mấy trái xoài nãy mình mới hái xuống được, đem qua đây rửa chung với mấy trái điều để chút làm món điều xào xả ớt. Đó. Giờ rửa. Nè trái điều nè mấy bạn. Trái này ở thành phố là khó kiếm lắm á. Chết rồi. Ăn xoài trước đi, trong lúc chờ đợi. Đổ bịch muối ra trước. Bịch muối này hồi nãy là mình mua ở chợ đó. Như đây thôi không? Yeah. Mình sẽ ăn xoài đập. Ăn trái này đi nha. Trái nhỏ này trước đi. Giờ đập hả? Bỏ vô đây. Xoài đập là phải vậy không? Sao mình đập đi kỹ quá mà nè. Nó là giỏ không à. Chấm thôi đây. Trời mấy bạn thấy chảy nước miếng liền. Ngất về. Nó chua. Chua lè luôn. Giờ rớt hết trơn. Ăn này đi. Chua. Đã quá. Chua lắm luôn. Chấm vô đây. Mấy người coi video thì chẳng biết. À. Thì vì mình với mẹ mình đã sơ chế rửa hết mấy món này rồi, bây giờ mình chuẩn bị bắt tay vô nấu. Là hôm nay là mình sẽ nấu món dồi trường ăn chung với lại khổ qua với lại mắm tôm. Còn đây là thịt luộc ăn chung với trái điều với rau sống này ăn với thịt luộc.
Còn cái này là khô cá sạch để nướng ăn chung với gỏi xoài, làm gỏi xoài. Rồi bây giờ mình sẽ qua nhóm lửa cái bếp để nấu. Lần đầu tiên mình làm luôn á. Giờ làm sao vậy Thúy? Đốt lên. Hơi khói nha mấy bạn, nhưng mà vui lắm. Từ từ nó bắt lửa lên nè. Chứ cái nhỏ nhỏ trước đi, bữa nào nó mới bắt lửa nó cháy rồi nó sẽ có cái lớn. Đó, rồi bây giờ lửa cháy rồi, mình nên luộc thịt trước. Bỏ vô một cái miếng đường muối. Muối được không? Có chấm tí xíu vô. Thì bây giờ bắt nước lên em. Dạ. Đó, hay có gì mình dụng đó mình xài đó. Mình cắt ra mình cắt đi. Mọi người cho mình bỏ thịt vô cho mọi người. Đó. Ok rồi. Bây giờ mình cho một miếng tí vô. Mình cho một miếng xíu muối vô đi cho nó thấm gia vị nha. Đút vô. Tí bào rửa đi con, vô con bầm xài được một chút mình trộn với khô quá. Thấy không? Dạ. Biết con có biết bầm mà. Mình đã chuẩn bị xong nước, phần nước mắm chén bên này á, nó đậm đặc hơn để trộn với gỏi xoài, còn bên này là loãng hơn để ăn với thịt luộc. Thịt đã luộc xong rồi, bây giờ mình vớt ra, mình để nó nguội một tí xong mình sẽ đem đi sắt. Rồi tiếp theo là mình sắt đều để cuốn chung với thịt luộc. Mỏng mỏng luôn. Mình sắt mỏng mỏng vậy nè. Mình để vô chung, mình cuốn lại, chấm nước mắm. Ngon lắm. Thịt luộc hồi nãy xong mình cho thêm khổ qua vô, mình làm canh. Giờ trường thì mình cho gừng vào để luộc, xong giờ đậy nắp lại. Cho hành với lại khổ qua vào luộc để ăn chung với giò trường. Món điều kho sả ớt. Thơm lắm luôn á mấy bạn. Cái là gì thiếu ơi? Chị thấy hơi cháy cháy. Chị thấy cứu con cháy rồi kìa. Rồi bây giờ mình bằm xoài để làm gỏi xoài. Ở dưới quê mà đồ dùng đơn sơ nên mấy bạn thông cảm. Rồi để xong bài lên đây. Cuối cùng là mình sẽ nướng hai con khô để xé ra bỏ trộn với xoài. Cái bếp này nóng lắm luôn á mấy bạn, đứng đây mà. Đó, mình
mình nướng cho cái da này giòn lên. Mình đã nấu xong hết rồi và đây là món điều kho sả ớt. Còn bên đây là gỏi xoài, cá sặc nướng. Còn đây là dồi trường ăn với lại khổ qua, hành luộc chấm với mắm tôm. Này là món rau sống với trái điều uống với lại thịt luộc chấm nước mắm và canh khổ qua. Giờ mình ăn món gỏi xoài trước đi. Lấy cái chén nè. Đó ngon chưa? Khô á, mặn mặn, ăn chung với gỏi xoài chua chua. Ngon. Mình rất là thích ăn mấy món chua chua. Ăn thêm miếng nữa. Hôm nay nhiều rau á. Nè, xong ăn kèm chung với lại miếng khô nữa. Giờ mình qua ăn thử cái điều kho sả ớt. Đây là lần đầu tiên mình ăn luôn á. Cái điều á ăn y chang hột gà vậy mấy bạn. Tại vì hồi nãy mình làm á, mình bắt cái nước nó láo rồi nên ăn nó khi mà xào á nó không có bị nước nhiều. Rồi giờ qua món dồi trường kẹp chung với hành chấm vô cái mắm tôm. Ngon luôn. Cái dồi trường nó sực. Còn cái này thì mềm hơn chút. Nó thêm mấy lần trộn. Cao quá. Mắm tôm hơi cay. Cái điều này nó có cái mũ nên á, khi mà mình gọt mà mình để ở ngoài á, nó sẽ hơi bị đen. Mình ăn xong rồi, no quá. Bây giờ mình ăn thêm miếng bưởi rồi kết thúc video tại đây luôn nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái video của mình. Bye bye.